Năm 2021 là một năm đầy khó khăn với nền kinh tế, trong đó thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của cả nước cũng đã ghi nhận mức tăng trưởng thấp nhất từ trước đến nay, 6,78%. Tuy nhiên, thành phố Hồ Chí Minh đã bước sang năm 2022 đầy hứng khởi từ những tín hiệu lạc quan đến từ cộng đồng doanh nghiệp. Cùng với đó là nhiều giải pháp của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh để nỗ lực phục hồi kinh tế, đạt mục tiêu tăng trưởng từ 6 đến 6,5% trong năm nay. Trước kỳ nghỉ Tết, doanh nghiệp này đã kịp ký một hợp đồng với một thương hiệu thể thao lớn trên thế giới. Còn doanh nghiệp này đã kịp hoàn thiện việc chuyển đổi số tại khâu quan trọng nhất trong dây chuyền sản xuất của mình. Nhờ đó mà năng lực sản xuất tại nhà máy được tăng lên đáng kể, đáp ứng nhu cầu đặt hàng của các đối tác trong năm mới. Hôm nay thì kế hoạch sản xuất chúng tôi đã kín đến tháng 6. Không có nhà máy này thì chúng tôi sản xuất năng suất thấp lắm. Thì hiện nay cái dây chuyền này chúng tôi giảm khoảng 70% lao động. Hoặc là chúng tôi cũng cái dây chuyền mà 25 người, chúng tôi chuyển sang dây tự động thì tôi ra là 3.500. Còn cái kia chúng tôi ra là 1.800, 750 đến 1.000. Đấy là cao. Thế đấy nó gấp 3 lần. Hiện tại chúng tôi mới ký một đơn hàng dài cho một thương hiệu thể thao lớn trên thế giới. Thì đó cũng là cái đơn hàng của đầu năm 2022. Và rất trong quá trình làm việc thì rất là thuận lợi cùng với đối tác. Thì tôi hy vọng rằng đó sẽ là một cái tín hiệu khả quan bước đầu để suốt cả một năm 2022 chúng ta sẽ có được nhiều cái đơn hàng thú vị như vậy. Hiện tại nhiều doanh nghiệp dệt may tại thành phố Hồ Chí Minh đã đủ đơn hàng cho đến hết tháng 6 năm nay và rất nhiều doanh nghiệp ở các ngành nghề khác cũng đã đón nhận được những đơn hàng mới với giá trị lớn. Đây chính là những tín hiệu lạc quan về sự phục hồi của doanh nghiệp. Trong năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6 đến 6,5% cùng một loạt các giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu trên. Thành phố xây dựng chủ đề năm 2022 là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ tổ chức sản xuất, kinh doanh, giảm chi phí và chăm lo đời sống cho người lao động, triển khai chính sách hỗ trợ về gia hạn thời gian nộp thuế, thủ tục thực hiện đơn giản, giải quyết nhanh và kịp thời, phát huy hiệu quả của tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu của ngành hải quan thành phố, triển khai chính sách hỗ trợ lãi theo chương trình kích cầu đầu tư của thành phố. Mới tín dụng và thành phố đưa những chương trình ưu tiên ba cái nội dung mà thành phố mà đang thông qua đang làm. Một là tận dụng cơ hội để tăng đầu tư công, nhất là công trình hạ tầng giao thông để kích cái tổng cầu lên, để phát triển lan tỏa. Cái thứ hai sẽ trên cơ sở tận dụng tất cả những sách hỗ trợ về tài chính và tín dụng thì thành phố sẽ bổ sung thêm cái nguồn này để hỗ trợ doanh nghiệp. Thành phố quyết tâm giải quyết vấn đề rất căn cơ, đó là tháo gỡ tất cả điểm nghẽn về thủ tục hành chính, về đầu tư. Chủ đề năm 2022 của thành phố Hồ Chí Minh đã có, những mục tiêu tăng trưởng kinh tế cũng đã được đặt ra. Đây được xem là một quyết tâm chính trị để thành phố tập hợp các nguồn lực và nhanh chóng phục hồi. Với những giải pháp trọng tâm mà thành phố đã đặt ra, các chuyên gia cho rằng thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu từ 6 đến 6,5% với sự tăng trưởng theo mô hình chữ V. Thưa quý vị, những ngày này khi mọi người đoàn tụ vui xuân đón Tết cùng với gia đình thì các chiến sĩ cảnh sát biển lại lên tàu ra khơi. Năm nay tàu cảnh sát biển 4031 vùng cảnh sát biển 3 nhận nhiệm vụ tuần tra trên biển trong suốt thời gian diễn ra Tết Nguyên đán. Trước đó các anh đã đón Tết sớm để sẵn sàng cho chuyến hành trình dài trên biển trong mùa xuân năm nay. Do tình hình dịch bệnh, suốt 2 năm liền trực chiến đấu trên tàu chưa thể về thăm gia đình. Con gái đang ốm phải điều trị ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Nhưng hay tin Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Trung úy Nguyễn Sĩ Thành vẫn nhận nhiệm vụ cùng đồng đội tuần tra biển. Mỗi chuyến công tác đều mang lại cho anh nhiều cảm xúc thiêng liêng và tự hào. Năm nay là tôi đã 14 năm công tác trong đơn vị cảnh sát biển. Cũng đã nhiều lần đón Tết ở trên biển. Mỗi năm đón Tết thì mỗi xúc động khác nhau. Vì thực hiện nhiệm vụ nên tôi cố gắng để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Cố gắng gọi điện về động viên cho gia đình, người thân vì nhiệm vụ nên chưa về thăm được gia đình. Rồi hứa với gia đình sẽ có một dịp nào đấy thì để về thăm, xin đơn vị để về thăm gia đình. Lương thực, thực phẩm của ngày xuân như bánh chưng, giò chả, mâm ngũ quả không thể thiếu trên tàu.
Với những người lính trẻ, lần đầu thực hiện nhiệm vụ, đón Tết ở khơi xa, cảm xúc càng đặc biệt hơn. Thực hiện nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao thì chúng tôi lại đi trực ở trên biển. Và tuy là thực hiện nhiệm vụ rất là quan trọng và khó khăn, nhưng mà anh em trên tàu luôn động viên, quan tâm, thăm hỏi lẫn nhau. Và đặc biệt là cái không khí mà chuẩn bị cho cả tàu đón Tết ở trên biển nó rất là rộn ràng. Trong chuyến thực hiện nhiệm vụ lần này, cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 4031 đã nhận được nhiều sự động viên về vật chất và tinh thần từ đảng ủy, thủ trưởng các cấp đến chúc Tết và động viên từng cán bộ chiến sĩ. Qua đó, mong muốn tập thể tàu Cảnh sát biển 4031 luôn giữ vững đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đã giao nhiệm vụ cho các cái tàu đi làm nhiệm vụ trực trên biển là phải luôn luôn cảnh giác, nắm chắc tình hình, đấy, kịp thời phát hiện và xử lý có hiệu quả các cái tình huống trên biển để làm sao đó là giữ gìn, đảm bảo trật tự an ninh an toàn trên các vùng biển đảo của Việt Nam. Những con tàu Cảnh sát biển Việt Nam uy dũng tiến ra biển khơi mang theo bao tình cảm yêu thương của đất liền. Xuân này, các anh lại đón Tết giữa trùng khơi cùng với trọng trách thiêng liêng là giữ vững vùng biển đảo của quê hương đất nước. Tết Nguyên đán Nhâm Dần có lẽ là cái Tết đặc biệt nhất và tràn đầy hy vọng nhất với nhiều người dân, đặc biệt là với người dân thành phố Hồ Chí Minh, nơi từng là tâm dịch của cả nước. Nếu như mọi năm vào những dịp Tết đến xuân về, người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể lựa chọn những chuyến du lịch trong nước cũng như nước ngoài để cùng gia đình thư giãn sau một năm lao động vất vả, thì năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên nhiều người đã lựa chọn du lịch ngay tại thành phố. Những ngày này, các hội hoa xuân tại thành phố Hồ Chí Minh luôn thu hút đông đảo người dân và du khách. Sắc xuân dường như ngập tràn trên từng góc phố của thành phố phương Nam. Những tác phẩm nghệ thuật được trang trí đặc sắc đem đến những trải nghiệm mới mẻ và độc đáo cho du khách trong những ngày Tết đến xuân về. Theo mình được biết, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức rất là nhiều hội hoa xuân. Thì hôm nay mùng 2 thì mình cũng rủ gia đình và bạn bè mình đi tham quan để chụp hình, để lưu lại những kỷ niệm khoảnh khắc đẹp nhất của mùa xuân năm 2022 này. Năm nay thì em thấy làm công phu hơn, làm và đặc sắc hơn nhiều. Hàng năm là em sẽ đi xa, nhưng mà năm nay em và bạn bè và gia đình mới quyết định là sẽ tham quan những cái điểm ở trong thành phố của mình. Tại vì Sài Gòn của mình còn rất là nhiều điểm đẹp, ví dụ như công viên Tao Đàn này được trang trí rất là nhiều hoa. Nên vậy em nghĩ là không cần phải đi đâu xa, chỉ cần đến những cái địa điểm này đang có mặt tại Sài Gòn này là đủ vui rồi ạ. Đây là một trong nhiều sản phẩm giải trí được giới trẻ thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn trong mùa Tết năm nay, mặc cổ phục Việt và trải nghiệm trong không gian Tết xưa. Thì thường thì là mùng 1 đó mình sẽ đi chùa, rồi để dành thời gian mùng 2 để đi chơi bạn bè. Thì vô tình thì trong đấy em thấy trên mạng xã hội á, thấy một cái nơi khá là lạ, như là mình vừa được hát karaoke, mình vừa được chụp hình nữa. Thì em mới rủ bạn đi thử vào ngày mùng 2. Thì không ngờ là tới đây thì rất là thích luôn. Vừa thơm, vừa được chụp hình, vừa được check in những kiện độc đáo như là áo dài này. Thì rất là hiếm khi mà người ta có tạo điều kiện cho mình để mình có thể mặc áo dài để chụp hình. Là một cái địa điểm cũng khá là mới và nghe bạn bè giới thiệu thì ghé chơi thôi. Mà vô đây cũng khá là bất ngờ, tại vì mình thích cái kiểu là Việt Nam xưa đang rất là trend, kiểu mặc áo dài như thế này là đang rất là trend. Thì tự nhiên lại có một cái nơi ngay trong thành phố mà có thể mặc áo dài mà hát karaoke, thì đó là một cái điểm lạ mà đầu tiên mình được ghé tới. Dịch bệnh đã khiến cho nhiều người lựa chọn ở lại thành phố trong dịp Tết Nguyên đán này. Cùng với không gian vui chơi ngoài trời, những không gian sử dụng tương tác trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách. So với kỳ nghỉ lễ trước, tâm lý của người dân trong đợt nghỉ lễ này đã thoải mái hơn khi thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành vùng xanh. Những sản phẩm du lịch mới mẻ trong dịp Tết được kỳ vọng sẽ tạo được điểm nhấn, giúp thành phố phục hồi nhanh sau thời gian dài chịu nhiều tác động của dịch bệnh.